Chào thầy và các bạn, em tên là Rơ Mắt Hờ Chuyên, lớp IHK48, nhóm H3.4, đang đi thực tập ở khoa ngoại tiết niệu tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ. Em xin đại diện nhóm trình bày về việc phân biệt giữa gynecomastia và the Loci. Đây là danh sách các thành viên tham gia bài thuyết trình này. Đầu tiên, em xin trình bày về gynecomastia. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về định nghĩa và nguyên nhân của bệnh. Về định nghĩa, gynecomastia là tình trạng tăng kích thước mô vú ở nam do sự mất cân bằng giữa hormone estrogen và testosterone. Gynecomastia có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, trẻ sơ sinh, thanh thiếu niên, nam giới lớn tuổi. Nguyên nhân của bệnh được chia thành hai nhóm, đó là sinh lý và không sinh lý. Về sinh lý, do thay đổi hormone ở tuổi dậy thì, sự mất cân bằng hormone trong quá trình lão hóa. Về không sinh lý sẽ có 4 nguyên do. Nguyên do thứ nhất là việc sử dụng thuốc, một số loại thuốc như thuốc chống loạn thần, thuốc điều trị ung thư rối loạn cân bằng hormone. Nguyên do thứ hai đó là lối sống không lành mạnh như hút thuốc lá, uống rượu bia, chế độ ăn uống không khoa học, căng thẳng, stress. Nguyên do thứ ba là bệnh mãn tính, các vấn đề về gan hoặc thận. Nguyên do thứ tư là khối u như là u tinh hoàn, u nội tiết. Sau đây là một số cơ chế sinh lý bệnh của gynecomastia. Chủ yếu là ba cơ chế. Cơ chế thứ nhất là thừa estrogen, bởi vì estrogen thúc đẩy sự phát triển của mô vú. Cơ chế thứ hai đó là thiếu hụt androgen. Cơ chế thứ ba là rối loạn làm mất cân bằng cả hai hormone estrogen và androgen. Bên cạnh đó còn có sự ảnh hưởng của một số yếu tố khác như tăng nồng độ hormone prolactin, sự kháng androgen, SHBG. SHBG là một globulin có vai trò trong việc điều chỉnh nồng độ hormone sinh dục. Khi SHBG tăng, nó sẽ liên kết với testosterone và làm giảm hoạt tính của testosterone. Biểu hiện, triệu chứng và một số cận lâm sàng. Một số biểu hiện của gynecomastia như tăng kích thước ngực, cảm giác đau hoặc nhạy cảm ở vú, hai bên vú phát triển không đồng đều, tiết sữa ở vú. Các xét nghiệm cận lâm sàng để chẩn đoán gynecomastia bao gồm định lượng hormone, siêu âm vú hay sinh thiết vú. Về kết quả, gynecomastia phần lớn là lành tính và tự khỏi. Tuy nhiên, nó gây ảnh hưởng đến tâm lý, cảm xúc và đời sống xã hội của bệnh nhân. Các lựa chọn điều trị bao gồm điều trị nội khoa hoặc ngoại khoa tùy thuộc vào độ nặng của bệnh. Tiếp theo em xin trình bày về phần thứ hai của chủ đề, đó là the Loci. The Loci là thuật ngữ y khoa dùng để chỉ giai đoạn bắt đầu phát triển ngực ở nữ giới, thường xảy ra ở giai đoạn đầu của tuổi dậy thì, từ 8 đến 13 tuổi. Tuy nhiên, trẻ trai sơ sinh cũng có thể gặp tình trạng này. Nguyên nhân và cơ chế của the Loci là sự tăng progesterone và estrogen từ buồng trứng nữ, từ đó kích thích tuyến vú phát triển. The Loci có những biểu hiện như sau: xuất hiện nụ vú, những vết sưng nhỏ dưới núm vú, căng tức hoặc nhạy cảm ở ngực, thay đổi hình dạng ngực, hình dạng tròn hơn và đầy đặn hơn. Về kết quả, ngực phát triển hoàn thiện, đạt được kích thước ngực nữ trưởng thành từ 2 đến 4 năm, có kinh lần đầu, tăng trưởng chiều cao và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ khác. Vậy, làm thế nào để phân biệt gynecomastia với the Loci? Để giải đáp cho câu hỏi đó, nhóm em đã tóm tắt thành một bảng sau. Cả hai trường hợp đều liên quan đến sự phát triển mô vú, nhưng chúng có các đặc điểm khác nhau như sau. Đặc điểm thứ nhất là giới tính. Gynecomastia xuất hiện ở nam, the Loci xuất hiện ở cả nam và nữ. Đặc điểm thứ hai là độ tuổi. Gynecomastia có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. The Loci xuất hiện ở độ tuổi dậy thì từ 8 đến 13 tuổi, có thể có sai khác. Đặc điểm thứ ba là nguyên nhân. Nguyên nhân của gynecomastia là sự mất cân bằng hormone, thừa estrogen, thiếu androgen. Nguyên nhân của the Loci đó là tăng estrogen và progesterone. Đặc điểm thứ tư là về cơ chế. Cơ chế của gynecomastia đó là phá vỡ cân bằng giữa estrogen và androgen. Còn cơ chế của the Loci là tuyến vú được kích thích phát triển do estrogen.
Đặc điểm cuối cùng là về kết quả. Kết quả của gynecomastia thường lành tính và tự khỏi, kết hợp hỗ trợ tâm lý. Kết quả của telarche là quá trình tự nhiên của cơ thể nữ, đánh dấu sự dậy thì. Vừa rồi là phần trình bày của em. Cảm ơn thầy và mọi người đã lắng nghe.